Maria, Bà là đấng nhân từ thánh vẹn, giàu muôn nhân đức, cho tôi dâng lời cảm tạ phò ngươi. Nguồn thơ bất tuyệt phúc tôi reo như châu ngọc đền muôn. Đó là lời thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử mà nhạc sĩ Hải Lâm đã thổi nhạc vào, làm cho ca khúc tráng lệ linh thiêng ca ngợi Đức Maria nhiệm phúc. Giờ đây các đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa với sự điều khiển của nữ tu Maria Đan Anh sẽ gửi đến cộng đoàn chúng ta bài thánh ca Ave Maria đoạn 2. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Thank you.
một bài ca tuyệt vời và một tay nhịp tuyệt vời. Bản thân con học rất nhiều tay nhịp của Sâm và các giọng ca